Thứ trưởng vừa đề cập đến độ tin cậy là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì trong lĩnh vực Biển Đông thì độ tin cậy được thể hiện như thế nào? Có các cuộc đối thoại, trao đổi, thảo luận? Thì cái độ tin cậy thì phải dựa trên trước những cơ sở đấy. Mình đi một cái nước nào phải trên cơ sở là cái việc họ làm họ cũng có lợi. Ngược lại, mình còn trên cơ sở lợi ích của mình để tạo ra một cái độ tin cậy. Chắc thứ trưởng cũng có nghe những dư luận trái chiều khác nhau về vấn đề này. Cụ thể là có những dư luận thì nói rằng là Việt Nam đang đi đêm với một nước nào đó, nhưng ngược lại có dư luận thì lại nói rằng Việt Nam đang lôi kéo một số nước để tham gia can dự vào vấn đề để làm đối trọng với một nước khác. Ý kiến của thứ trưởng về việc vấn đề này như thế nào? Đó là cái suy nghĩ không có cái nhìn toàn diện, cái nhìn tổng thể và cái nhìn đặc biệt là cái nhìn có cái hiện thực của cái chính sách đối ngoại của chúng ta. Ví dụ một lúc chúng ta triển khai các cái mối quan hệ với 3, 4, 5, 6 thì người ta bảo là chúng ta là những cái nước này có những cái vấn đề quan trọng đấy, nhưng mà thế nhưng mà xuất phát từ cái tính độc lập tự chủ trong chính sách đối ngoại chúng ta. Chúng ta quan hệ với nước này cũng kia do chính lợi ích của chúng ta, do quyết định của chúng ta, quyết tâm của chúng ta, không chỉ lệ thuộc của chúng ta, và cũng không ngại cái quan hệ ảnh hưởng đến mối quan hệ khác. Vì sao vậy? Vì luôn luôn trong tất cả các mối quan hệ chúng ta đều có nguyên tắc là quan hệ chúng ta một đồng đồng, nước nào đó không phương hại lợi ích của chúng ta. Đấy là nguyên tắc rất quan trọng, rất cơ bản. Cũng như trong cái đối thoại của chúng ta với các nước khác thì có một cái điểm là không bao giờ chúng ta đem đến nước này thì nói xấu với nước khác. Nếu anh không tốt, nếu anh không ứng xử một cách đàng hoàng, tôi sẽ nói đấy. Chứ tôi không đem cái chuyện này để tôi đi nói với một người khác. Đấy là những quan trọng chính, đây là một điểm mà chúng ta giữ được đó. Thế thì nếu mà nói về cái kết quả đối ngoại của chúng ta, rõ ràng chúng ta nếu chúng ta chỉ có đi theo một cái gọi là theo một cái định hướng thôi, chúng ta không có vị thế, chúng ta không có cái độc lập tự chủ, chúng ta còn hệ quả. Ở đây người ta hay nói đến năng lực. Cái việc Việt Nam đang phát triển, cái việc Việt Nam có nhu cầu quan hệ rất lớn là tất yếu. Một trong những cái thành công của chuyến sang Trung Quốc của Tổng Bí thư Phú Trọng đó là việc hai bên đã ký được cái thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển. Đối với lĩnh vực quốc phòng thì công việc triển khai cụ thể đối với cái thỏa thuận này là như thế nào? Nếu nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy rằng cái thỏa thuận này là một thành công lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thấy ngay là nó đã làm dịu đi vì nó làm bớt đi cái căng thẳng của do những cái xung đột, những cái khác biệt gây ra trên Biển Đông. Đỡ rằng là chúng ta nhìn thấy. Thứ hai là chúng ta khẳng định lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa những cái quyết tâm của hai đảng về việc xử lý vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ ba nữa, chúng ta khẳng định về tính độc lập tự chủ của Việt Nam khi mà chúng ta nói rằng mọi vấn đề phải được xử lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là luật biển 1982, phải tôn trọng lợi ích của các nước trong khu vực mà cụ thể là thực hiện tốt DOC, phải công khai minh bạch với những người hiểu sâu vấn đề hơn, với những người làm công tác quốc phòng thì có thể là thành công rất lớn, thành công rất lớn ở cái chỗ là chúng ta tìm được, chúng ta khẳng định hai bên đều phải tôn trọng. Đó là những cái gì mà luật pháp quốc tế xử lý vấn đề của họ, đây là vấn đề rất quan trọng. Một bản thỏa thuận ấy không nên nhìn những cái tiểu tiết mà nhìn cái vấn đề lớn nhất là đó là những vấn đề tự do. Thế thì trên cơ sở cái thỏa thuận ấy thì chúng ta tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng như trước đây, từ trước đến nay đã làm. Có điều
là những cái việc chúng ta đã làm mang tính chất đơn lẻ hiện nay nó được hệ thống hóa trong loạt thỏa thuận này. Cụ thể là chúng ta tăng cường giao lưu quốc phòng là được. Từ các bộ trưởng từ các quân của chúng. Thứ hai, chúng ta tăng cường được các hải quân của chúng ta. Và chúng ta phải rất nghiêm nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng. Thứ ba là chúng ta tìm những cái giải pháp, trao đổi những cái giải pháp để mà xử lý từng bước vấn đề biển trên cơ sở hợp đồng quốc tế. Chúng ta phải thực hiện rất tư vấn, rất nghiêm chỉnh cái đó. Và chúng ta yêu cầu các đồng chí, các bạn Trung Quốc chúng ta phải nghiêm phạt những cái vấn đề mà hai bên. Đã có đi quốc phòng mai ra mà cũng không chịu đấy thì có cái câu hỏi có cái hai đó những vấn đề thì trong dù kỳ bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN vừa rồi tại Indonesia, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều bày tỏ cái mong muốn được nghe chúng ta nói về cái thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc, vì cái thỏa thuận ấy nó có liên quan lợi của trước hết là liên quan lợi của những nước có cùng tranh tuyên bố chủ quyền cùng chủ quyền, thứ hai là liên quan đến lợi ích của các nước khác, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đó. Tôi cũng đã thông báo với các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN những tinh thần cơ bản của cái thỏa thuận Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Trung Quốc và đồng minh Trung Quốc gắn nó với những vấn đề của chúng ta. Tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều phát biểu và đánh giá rất cao về thỏa thuận này, và họ thấy rằng Việt Nam rất có trách nhiệm với lợi ích của họ. Việt Nam không vì lợi ích của Việt Nam để mà đi tham gia cùng những người khác. Nhưng là điều gì là lợi ích của họ? Luật pháp quốc tế là lợi ích của họ. Xử lý bằng các biện pháp hòa bình là lợi ích của họ. Dạ, thưa thứ trưởng là cái kết quả của cái chuyến đi của tổng bí thư với Trung Quốc thì mà cái thỏa thuận chúng ta vừa đề cập thì có hai cái nội dung rất là sát sườn và cụ thể mà liên quan đến quốc phòng. Đó là việc thiết lập đường dây nóng giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước và việc là thí điểm tuần tra chung trên biên giới nước biển ở bằng thời điểm thích hợp. Thứ trưởng có thể thông tin thêm về hai nội dung cụ thể này. Hai cái nội dung này thì đã nằm trong thỏa thuận hai của quốc phòng hai nước đang được triển khai và được nhắc lại trong cái tuyên bố chung giữa hai nước bí thư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư Trung Quốc. Cái ý nghĩa của cái việc là thiết lập đường dây nóng này, luật kỹ thuật phải đảm bảo, nhưng quan trọng là ý nghĩa mang tính biểu tượng. Như vậy là hai bộ trưởng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, có thể thông tin lẫn nhau bất cứ lúc nào, thì cái ý nghĩa mang tính biểu tượng đó mới là quan trọng. Như vậy là chúng ta cấp cao nhất về bộ phận chúng ta có thể thông tin trực tiếp với nhau. Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng đây là những cái hết sức quan trọng để mà cùng giữ sự bảo vệ xây dựng cái tình hình chúng ta. Chúng ta đã có những vấn đề trong chuyến biển và những cái đưa tàu khác nhau lên biển, nhưng mà trên bộ thì chúng ta đã xây dựng được một cái đường biên giới hòa bình và cái việc tuần tra chung trên bộ cũng mang tính quốc tế là quan trọng nhất. Bên cạnh cái tác dụng thực tế là chúng ta giữ được an ninh hai bên biên giới, chúng ta bảo vệ những cái hoạt động lao động, hoạt động giao lưu hòa bình trên biên giới. Thì cái tính biểu tượng của nó ở cái chỗ tức là như vậy chúng ta đã cùng nhau quyết tâm tôn trọng cái đường biên giới hai bên biên giới. Thứ trưởng vừa nhắc đến cái nguyên tắc đó là không sử dụng vũ lực và không đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên là thế thì ngay tại Trung Quốc, kể cả những cái tờ báo chính thống, cụ thể đây là Thời báo Hoàn cầu, có cho đăng tải một số ý kiến lại không đi theo cái nguyên tắc này, thậm chí là đe dọa nói thẳng là cái việc là sử dụng vũ lực dành cho Việt Nam và Philippines. Thứ trưởng muốn nói gì với những ý kiến như vậy? Trước hết tôi không cho đấy là những ý kiến mang tính chất chính thống. Với một nước lớn, một đất nước có tỷ 300 triệu người dân như Trung Quốc, ý kiến khác nhau là bình thường. Thì cái chuyện họ nói ra thì trước hết đấy không phải là ý kiến chính thống. Thứ hai
và tôi tin rằng ý kiến ấy sẽ bớt dần. Trước hết bằng biện pháp của hai đảng này, không để cho những ý kiến mang tính chất gây ra nhất xuất hiện trên những báo chí. Nhưng từ từ dần dần khi chúng ta đã suy nghĩ lòng tin, chúng ta đã tìm được những con đường sẽ có những bước những vấn đề khác biệt, những vấn đề chính thức, thì bản thân người dân Trung Quốc, bản thân những người hiện nay đang học sẽ có thể nhận là họ mình nói thì không phải, không phải và khi đọc thì sẽ lên án, không phải chỉ chúng ta mà chính những người đọc Trung Quốc sẽ lên án. Tôi tin tưởng là với tinh thần rất là thẳng thắn không thể vỡ, xin hỏi rất thẳng thắn là chắc thứ trưởng có nghe và có biết cái dư luận về việc là cái thông báo thông tin của cái chuyến của thứ trưởng tại Trung Quốc, cụ thể là đối với hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi. Nội dung thứ hai là thông báo về chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần là không để sự việc tái diễn. Trực tiếp nói về chủ trương đông người thì những cái điều tôi nói nó nằm trong cái chỉ thị của chính phủ về cái việc tụ tập đông người. Ngay từ khi cái lần tụ tập đầu tiên chúng tôi ở Singapore thì cái cá nhân tôi đã làm vì cái điều ấy nó không giải quyết được. Chúng ta không thiếu gì cách để điều chỉnh thái độ, và chúng ta không thiếu gì dũng khí để chúng ta điều chỉnh thái độ. Chỉ những người này không đem lại kết quả gì cả. Nhưng mà đến lúc mà những cái tụ tập này nó ảnh hưởng đến tình hình an ninh, không chỉ là đối ngoại mà nội bộ, thì tôi cho rằng là cần thiết. Thì có một chuyến nào mà được đạt những kết quả tốt nhất và hoàn toàn mà bạn thấy là sự tốt tin cậy, sự hài lòng cao? Thì tất cả những gì đều mang lại là rất tốt cho tôi cũng như là các vị trưởng và chủ nhiệm. Kể cả đi Trung Quốc, đi Mỹ, đi Ấn Độ, đi các nước cũng trong khuôn khổ của mình, thì điều mang lại là rất tốt. Nhưng có là điều mang lại là có tình cảm sâu đậm nhất, cái ấn tượng về cái sự chung thủy trong cái quan hệ của thầy có phải nói đến cái chuyện đó khi mà tôi được cảm động của thầy trong nước thì cũng sẽ một cái điều rất dễ thấy ấn tượng là từ người cá nhân của đất nước là tổng thống và là tổng thay đổi cho đến cái người dân rất bình thường thì họ đều có một thiện cảm với Việt Nam và họ rất hiểu Việt Nam. Thì đây là một cái nguồn động viên rất là lớn khi mà tôi tiếp xúc với những cái tầng lớp ở chỗ ở. Thì với những hoạt động đối ngoại chung của em là những hoạt động đối ngoại của họ có vẻ tình nó vẫn chỉ là những cái việc ở đó, nhưng mà liệu là mình có thể yên tâm là mình lạc hơn thêm chút xíu mà mình đang đối kia tin tưởng và yên tâm thì chưa tin tưởng thì chúng ta đã đạt được những cái thỏa thuận rất cơ bản với Trung Quốc, với các nước lớn khác, các nước trong khu vực cũng đều có những nguyên tắc để đi đến xây dựng một cái khu vực hòa bình ổn định, giải quyết các cái tranh chấp, đảm bảo hòa bình trên cơ sở luật pháp. Cái đó là niềm tin. Chưa yên tâm không yên tâm ở chỗ cái này. Muốn biết niềm tin đấy thành thực thì chúng ta phải cố gắng. Tất cả các nước cũng đều phải cố gắng. Khi đó là niềm tin. Và phải chúng ta thì chúng ta cũng phải hết sức để những cái sự tin tưởng đấy nó biến đến. Và trong xu thế chung của thế giới hiện nay, mình có đủ cơ sở để mình tin rằng nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta xét được độc lập tự chủ, nếu chúng ta xét được đường lối đối ngoại đa phương hóa đa dạng